Xin chào bà con, hôm nay là ngày làm việc của anh em gió quê và ngày làm việc thông thường mọi việc hàng ngày đều như thế này. Nhưng hôm nay chúng tôi lại ra ngoài ao vừa cắt của cá lại vừa lại có một món lạ thì bây giờ mời bà con cũng cùng chúng tôi đi ra ao cá 4 mẫu xem nào món lạ là món gì. Vâng, xin mời bà con ta cùng đi. Bây giờ là vợ chồng chủ tịch đi cho cá ăn. Còn anh em chúng tôi là bà con nên nhớ câu ca dao là được mùa chớ phụ ngô khoai sắn. Trước mắt hành trình cho một buổi sáng làm việc là anh tôi đi đào ít sắn để nướng ở đấy để lúc giải lao nè. Ăn cho nó đỡ đói. Cây nào nó to. Cây này mà không ăn nhọc bây giờ mà. Vớ vẩn là đào được cả chuột đấy anh Thận. Đây. Bắt được không chứ? Hang hốc đây. Nó cứ này cắt được bao mà quá. Chốc lên đi cắt. Ông có ấy đâu, dạ ông có cho ăn đâu. Hả? Dạ ông có cho ăn đâu. Cái sắn là mình đào nó khó chứ còn thực ra trên đất cát nó nhỏ, hai anh em mình nhỏ muốn phát lên hết. Cái đấy vớt cái cá nữa anh. Khá qua nữa. Đi thùng bác thì mới kia ra để nhấc cá đi. Mới bẻ của đấy nè. Bẻ lên đấy. Nhẹ là kia đúng là mở tay. Cái chỗ nào vết nứt lên đâu này nó ra khúc củ đấy. Ui giời, nó con chuột ra ăn cái củ to nhất lên đấy. Hôm lâu lấy khóm trên kia nướng ăn cũng bở ngon lắm, đã dạ. Đây, củ đây bắt củ thế này. Đây, ớt ạ. Giới thiệu với bà con đây là cái ao 5 mẫu của chủ tịch đang cải tạo lại nhé. Tức là cho bớt đất lên, nó sâu xuống này. Mấy hôm nay máy nghỉ. Nhỏ lên không? Ôi, đất gãy. Úi giời. Cái gì cứ sần soạt thế. Vẫn còn bị gãy mất ở dưới nữa. Theo cái bê lên nữa. Mới tới 20 cân không hết. Cái này nó bị chuột ăn bớt rồi bà con. Thôi là đi nướng. Bắp chẳng phải đỡ lặng. Tôi chào các bạn là giờ ấy là nhiệm vụ là đi nướng xong bắt đầu là để ủ đấy cho nó chín. Và công việc tiếp theo là đi cắt cỏ rồi thì là công việc hàng ngày. Có lặng không? Lặng lắm. Hai người khênh thở không kịp. Đứng đấy nữa. Đây nước này được không? Bên kia là vợ chồng chủ tịch đang đảo cám để cho cá ăn này. Ở nông thôn mình cái này nó là bình thường như thành phố nó là đặc sản nó thơm. Củ ngon quá. Sao không lấy cái ấy dọc? Đợi được mãi từ bộ ông này về để thu và giữ rồi đéo đi. Chín không? Chín ngon đấy. Kẻ kiếm được cái
cái cỏ ăn chắc chắc như hôm nào nước này anh chị. Không biết hôm nay được con nào không? Thôi. Thôi được đi. Đây ít. Cái đấy là mới đặt nên liệu có dễ kéo không? Có. Xin lỗi. Tôi thiếu mọi người hôm nay là nó cũng không phải là vào giờ nên được ít. Thì mọi ngày tôm tép kéo này là rất là nhiều luôn. Thế đây thì còn con to đúng. Con ăn thôi. Chỗ này là cũng khoảng một cái dọn tư đánh thường thường đã được 2 lạng tôm mà con. Đây bảo to mà con đi tôm. Rồi tôm mới tép con chưa? Tôm này là giá trị lắm rồi này đấy. Chuẩn bị chén sắn thôi. Sân lâu nay hồi nó không đến nó mua rồi. Đúng rồi, cây đấy. Hai ba nghìn buồng chuối mà không bán đi để làm. Giới thiệu với các bạn là hai bên bờ ao này là cánh anh em thôi là trồng chủ yếu là chuối tây này. Cái này cho ăn giờ luôn. Và bây giờ đã được từ lúc nướng đến giờ là hơn 2 tiếng rồi, mà bây giờ đến lúc mấy anh em là cắt cỏ cho cám cho cá ăn là đến lúc giải nao rồi.
Long lắm. Ui, ngon quá. Đang cho khá ăn. Giới thiệu các bạn, đây là bữa ăn giữa giờ của anh em Tó Quê là hàng ngày như thế này đấy. Có nghĩa là sẵn cái đào lên là chén. Nhưng thực ra là thành phố được cái mẻ sẵn nướng do này là không phải hiếm gặp. Quay bác Hiến lên đây ăn thôi. Bắt đầu đấy. Người ta nói là được mùa chớp vụ ngô khoai. Ngô khoai như bây giờ ngô khoai nó lại là đặc sản đấy. Đây là cô ca dao ngày xưa thôi, đến bây giờ nếu mới sẵn này nó là sẵn, không phải mình ăn khen như ai ăn thôi đi. Còn đi đâu nữa ăn á? Thế nhờ, bà con xem là sẵn của anh em tôi vừa to nhưng mà nước sau 2 tiếng là bở lất toát cái này, đây là đất này, nó đất này là sẵn bở là rất ngon, tôi trồng đất vừa xét vừa cát, đấy là đất là sẵn nó mới ngon chín tuyệt vời. Tôi bảo ngon thế này. Sẵn chỉ trồng một năm thôi. Bây giờ là chúng tôi mời tất cả bà con là bạn nhà là chiêm ngưỡng sẵn cùng anh em tôi. Giữa giờ tầm giờ 9 giờ là cũng đói rồi. Vâng. Nhưng mà thực sự là ngon đấy. Ngon tuyệt vời. Hôm nay chốc phải làm tí tùm rán. Quê chúng tôi là đều đồ qua nhà, đều đồ của nhà hết. Cũng như bà con theo dõi cái video này thì bà con cũng biết được là chúng tôi là toàn người thật việc thật, ao của nhà tôm tép đánh ở dọ lên, túi chặt được cây mang về ăn, mà sắn thì đào ở vườn lên nước. Thế là chúng tôi còn nhiều thứ của nhà nữa cơ, nhưng hôm nay chúng tôi cũng có kể đến đây được. Như miền Tây trong nước. Cái gì đều của nhà hết anh em, tôi chỉ có mang ra bán chứ ít khi mua lắm. Bở lắm gì? Nó bở như bánh phong này. Làm nước này, mỗi người ăn sẵn cả thêm nước nước rồi. Đây. Không, nhiều người nghiện sặc ra đây ăn bác ơi. Bác sắn được qua bảo bên phòng bác hả, bảo bên phòng bác sắn nữa, quả công nhận ngon thật, đang đói đang cắt quả được cái sắn công nhận ngon. Táo này lên. Ăn xong là tôi bắt sặc nó ngon đấy, ngon quá, cái nhọn thêm được thì chị đuôi đấy đây đi. Còn kia còn ăn miếng thôi, ngoài đồng cứ ăn. Cá ăn, cắt quả xong giờ nói rồi nhận ngon. Ngon. Thơm ngon. Này nước dừa. Đây là nước quả. Quả để lên luộc. Lên luộc thì hấp cơm. Nó máy nó phải cho nguyên nước. Cái chất bấm bấm vậy rồi. Ba chặt quả đồng cú đi. Để chín được một lần. Tới lúc chín. Cứ bỏ nó tươi như kia làm sao nó mưa đốt à? Kiếm coi chưa nè. Còn bây giờ mà mình muốn thì mình làm ra là sạch nhất. Muốn tôi buộc. Thấy thì mà sẵn kìa. Ở chợ đấy. Đấy chứ học sinh mới có sẵn được đến thời giờ. Hiếm. Đứng đâu không ăn cá sông, cá tự nhiên này nhiều là nó câu nó còn hàng chục cân nữa này. Nó ăn cái quả kiểm định, cái máy kiểm định nhưng nó không thiết bị ăn. Thế bà Hà Nội thôi, thế đúng là ở bên Úc bây giờ nói trên TV nhanh để không ăn ăn hay bị ung thư. Nói là cái độ lạnh như một cục một phát ông chục tấn vào thì thực ra để nó lạnh được thì nó lại ôi bố lên đâu mà.